Thưa quý vị, chuyển đổi số được thành phố Đà Nẵng xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và là động lực thúc đẩy tăng trưởng. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 đảng bộ thành phố, công cuộc chuyển đổi số tại Đà Nẵng tiếp tục có nhiều kết quả tích cực để lại dấu ấn đậm nét. Mới đây, Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh thành phố Đà Nẵng, Trung tâm IOC, đã được đưa vào vận hành. Đây là một hợp phần quan trọng được xác định trong kiến trúc tổng thể thành phố thông minh của Đà Nẵng và trung khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh của Bộ Thông tin và Truyền thông Trung tâm IOC được triển khai theo mô hình toàn diện bao gồm IOC cấp thành phố các trung tâm điều hành quận huyện và các trung tâm điều hành chuyên ngành đáp ứng yêu cầu phân cấp ủy quyền trong bối cảnh xây dựng chính quyền đô thị tại Đà Nẵng Trung tâm sẽ giúp cho việc theo dõi xử lý hồ sơ dịch vụ công hay là đơn thư khiếu nại hay là tất cả các việc khác là của cơ quan nước nhanh hơn, chính xác hơn. À, trung tâm cũng à, giám sát và để mà thành phố xử lý những cái thông tin hiện trường với những ô nhiễm, à, mưa ngập à, kịp thời để thuận lại cho cuộc sống của người dân. À, trung tâm cũng cung cấp dữ liệu mở và những cái dịch vụ phát triển kinh tế để doanh nghiệp phát triển kinh tế tốt hơn. À, đặc biệt là trung tâm sẵn sàng phục vụ cho thành phố trong điều hành phòng chống thiên tai, dịch bệnh, à, tình trạng khẩn cấp triển khai chuyển đổi số theo ba trục hạ tầng dữ liệu thông minh đến nay thành phố đã hoàn thành các cơ sở dữ liệu nền và được kết nối chia sẻ dùng chung qua nền tảng hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố triển khai hiệu quả nền tảng công dân số đối với thành phố thông minh hoạt động chuyển đổi số dựa trên dữ liệu tác động mạnh mẽ đến phương pháp quản trị và phát triển theo xu hướng kinh tế số xã hội số tăng cường chất lượng cuộc sống của người dân nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2023, Đà Nẵng cũng đã xác định chủ đề chuyển đổi số là khơi thông nguồn dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Về dữ liệu đó thì đây là một trong những cái thành phần hết sức quan trọng đối với cái việc triển khai cái chuyển đổi số và thành phố thông minh tất cả các cái dữ liệu nó để sẽ góp phần rằng là để đưa ra các cái dịch vụ thông minh và đồng thời để thực hiện rằng là một số các cái công tác quản lý nhà nước trên nhiều cái lĩnh vực dựa trên các cái dữ liệu số. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế hiện nay cho thấy so với mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra, công tác triển khai chuyển đổi số trên địa bàn thành phố vẫn đang gặp một số rào cản về nhân lực số, hạ tầng số đòi hỏi thành phố cần không ngừng nỗ lực đưa chuyển đổi số tiếp tục lan tỏa đến với mỗi người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chuyển đổi số là hành trình liên tục lâu dài, trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển. Trên hành trình đó, để chuyển đổi số thành công, yêu cầu tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, làm việc nào dứt điểm việc đó, có trọng tâm trọng điểm, kế thừa những thành tựu phát triển công nghệ, ứng dụng và dữ liệu số đã có đi đôi với đủ mới sáng tạo và quan trọng nhất là cần có sự tham gia đồng hành ủng hộ không chỉ từ hệ thống chính quyền thành phố mà còn từ cộng đồng doanh nghiệp xã hội và người dân những kết quả tích cực trong công cuộc chuyển đổi số nửa nhiệm kỳ qua vừa là nền tảng và cũng là động lực để đà nẵng tiếp tục ưu tiên tập trung triển khai toàn diện hơn nữa các giải pháp phát triển chính quyền số thúc đẩy phát triển kinh tế số xã hội số qua đó Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.